Thưa quý vị, sáng nay, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách tư pháp năm 2023 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở ban ngành thành phố với chủ đề xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và những vấn đề về cải cách tư pháp hiện nay. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt trao đổi các nội dung về công tác cải cách tư pháp, trọng tâm là các vấn đề về vai trò sứ mệnh của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với sự phát triển đất nước trong thế kỷ 21, về mối quan hệ dân chủ, pháp chế, kỹ cư xã hội trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về nhà nước pháp quyền và sự phát triển chủ nghĩa hiến pháp ở Việt Nam thực hiện nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Đà Nẵng đã chú trọng công tác quán triệt triển khai thực hiện và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là gắn với việc Đà Nẵng thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố theo nghị quyết 119 của Quốc hội. Các khó khăn vướng mắt đang từng bước được tháo gỡ để đạt hiệu quả cao nhất.